Hello, chào mọi người. Hôm nay mời mọi người cùng ra cho gà ăn với mình ha. Giờ là cũng 8:30 tối rồi ha. Mình sẽ ra cho gà con ăn. Chào mọi người, giờ mình đã mở đèn lên cho gà con ăn ha. Để mình tắt cái đèn này. Mở đèn lên nó nhốn nháo và nó ra uống nước và nó ăn muỗi nữa. Bởi vì cái tháng này cái tháng mùa nóng nên mình cũng không có bắt đèn sáng đêm. Thường mình bắt đèn cho nó ăn khoảng chừng rồi ăn đến uống nước khoảng chừng một tiếng đồng hồ là mình sẽ tắt. Đây đây là cái gì mọi người biết không? Cái này mình sử dụng rất là nhiều, rất là hay và tiện dụng. Bơm thuốc gà, rồi bơm hột gà cho gà, rồi và cả vệ sinh cái cốc tự động này luôn. Thường nó ăn con gà con nó ăn á, thì nó uống đồ thì nó hay dơ, cái này nó hay cặn dưới, thì mình sẽ mỗi sáng mình thường mình cho ăn thì nó dơ nó cặn nè ha, nó quậy lên nó thức ăn nó rớt trong đây nè, nó rất là dơ, mình hút về là nó đỡ, nó sạch. Còn trường hợp mà nó dơ quá thì mình lấy ra mình rửa chùi cái đó nó sẽ sạch ngay liền. Chứ mình không hút cái này ra nó tiện, cái này thì nó tiện dụng, nếu mà mình để thức ăn hoài về thì nó sẽ hôi sẽ thối, nó sẽ sạch liền. Còn nó đóng dơ quá thì mình sẽ chùi, mình sẽ lấy ra mà mình rửa. Giờ mình sẽ hút mấy cái kia. Mình ra cái thấy nó lạ, nó nhốn nháo quá trời. Nó lại ăn uống nước. Chủ yếu là uống nước rất là nhiều. Nó còn lại uống nước. Nhát ha. Đây mình cũng sẽ vệ sinh cái này. Cái này trong đây nó có dơ thức ăn nè. Mình hút về là thức ăn nó sạch. Thì cái đó vệ sinh là mau lẹ nhất. Cái này rất là hay. Mọi người hãy tham khảo và làm theo nha. Nhá, cái hồi sẽ tới đây cho nó ăn. Cái máng nước mình giờ mình cũng làm ở ngoài của gà mẹ luôn. Đây gà mẹ, có gà mẹ nè. Hồi trước mình để ở trong mà con gà mẹ nó cục á, nó rồi nó quần cái chuồng. Nó quần chuồng nhiều thì nó làm đổ, cái đầu nó đưa lên vậy.
cái đậu nó đưa vậy là đổ, đưa vậy đổ, mà bởi nó lầy lội, giờ mình đưa ra ngoài luôn. Cái hồi trước mình để ở trong đây nè, nó dở. Tại vì nó ngược ra mình sợ nó không được. Giờ mình đưa ra đây nó đỡ hơn. Cái vệ sinh cũng dễ hơn, còn để trong đây gà mẹ nó cục có quần gà con, nó cục gà con thì nó quay qua quay lại thì nó đụng rồi đổ, đụng đổ. Cái này có một cái dở nè, đụng ngược lên nó đổ à. Đụng ngược lên đổ. Gà mẹ thì mình cho ăn chế độ là ít thức ăn lắm, tại vì trong khi mà mới ấm mà còn cái chuồng nhỏ thì mình cho ăn chung với gà con khoảng chừng 10 đến mười mấy ngày mình mới qua đây mình tách riêng, gà mẹ riêng, gà con riêng, thì đặng chủ động cái lượng thức ăn cho con gà mẹ. Nếu gà ốm á, mình vô tay mình cầm thấy gà ốm á thì mình dặm thức ăn vô chút đỉnh từ gạo lứt thì tùy theo mình thôi. Còn nếu mà mình chế độ đẻ, mình muốn mà con gà chế độ đẻ thì mình dặm mồi màng vô thức ăn nhiều, gạo lứt vô. Còn mà mình muốn con gà mà nó giữ con, nó ốm con nhiều thời gian lâu á, hay là mùa lạnh gì đó, hay là mình đã đủ số lượng gà rồi mình không cần đẻ nữa thì mình cho ăn lúa thôi, ăn lúa với rau, lúa với rau thôi, không cần ăn gì hết. Chứ mình cho ăn tự do, nó vừa giữ con, nó vừa giữ con và nó ấm gà, mà mình cho ăn chung với gà, thức ăn gà con là bảo đảm con gà này là chừng hai mùa là hư luôn, nó mập. Gà mái nó khó, nó cho ăn với gà con chung suốt luôn, trong đợt nuôi vậy là gà mái sẽ mập, mập và nó đẻ không được luôn, và đẻ bể trứng là nhiều. Bởi cái khâu chủ động trong cái gà mẹ này nó cũng hay lắm. Thì anh em mới nuôi thì có thể chưa biết điều đó, nhưng mà những anh em mà nuôi lâu rồi là con gà mái mẹ mà mình cưng càng nhiều, càng cưng nó thì con gà nó càng nó không có lợi nhiều. Con nhiều mình cho ăn mồi màng nhiều, rồi thức ăn mồi màng thường xuyên quá thì con gà nó sẽ mập, mập thì con gà nó sẽ đẻ, là nó dễ bể trứng, dễ bể trứng, hoặc là nó ấp thì nó đè ra con, nó nở con thì đè con, nó chết. Bởi vì nuôi gà mái thì mình phải kỹ cái khâu đó, làm sao mà mình chủ động được trong cái chế độ ăn của con gà mái mẹ thì rất là tốt. Nó thì gà mái mẹ thì cần nhiều canxi, ăn nhốn nháo mà lại uống nước. Mẹ đã theo chồng, còn anh ta mồ côi á, một con duy nhất. Mình cũng có một con mấy già nó bị nâng đó, đẻ nó bể trứng hoài, bây giờ nó mồ côi đó, còn lẻ loi. Gà mà nó mình mở khuya gì nó khát nước lắm nha. Mình để ý mà khi mình mới mở đèn lên ha, là con gà lại uống nước chứ lắm.
nhất là kháng nắng, kháng nóng này nè. Cái tháng này thì chưa có mua xuống á, không lại uống hay ham mà. Hai bà con lại ha. Lại uống nè. Mình cho gà ăn chắc tối vậy thì nó mau lớn, nó ăn uống đầy đủ, nhưng mà mình cũng không nên bắt đèn sáng đêm. Thì bắt đèn sáng đêm thì nó cũng không tốt. Con gà nó thức suốt thì nó dễ ảnh hưởng, gà cũng dễ bệnh lắm. Mình nên bắt một thời điểm nào đó, chẳng hạn như bắt mà sao mà nếu mà bắt sáng đêm thì phải cái độ đèn nó phải tối xuống. Mình cũng có thấy những cái độ đèn đó, nó phải có đèn trong đèn gì mà đèn đỏ đó, mình thấy cái đèn đó nhưng mình chưa biết. Ở trên mạng cũng có anh em bắt đó, nhưng mà mình bắt là phải khi mà vài tiếng cho nó ăn xong rồi nó ngủ, chứ mà mình bắt sáng đêm hoài nó cũng không tốt. Hoặc là mình bắt khi thời điểm mà rất sáng, chừng sáng thì nó lạnh, mình bắt vô cho đèn gà nó ấm. Thì mình bắt suốt đêm luôn là con gà nhiều khi nó quằn không, nó không ngủ, thức trắng đêm luôn. Gà nó ảnh hưởng, nó ăn lại thì nó cũng cải thiện lại sức, nhưng thật sự giấc ngủ nó không có. Thôi video đến đây kết thúc nha. Thôi mến chào mọi người ha. Chúc mọi người một buổi tối thật là niềm vui. Xem clip xong là sẽ có một giấc ngủ rất là sâu. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào mọi người ha.